Đây là cái hồ nuôi bù biển nha. Thì thông thường là mình nuôi bù biển, mình tách rời ra, mình không nuôi chung với cà cuống thì nó vẫn phát triển tốt. Và nếu như muốn tận dụng mà nuôi kết hợp bù biển với cà cuống để mình đỡ tốn cái con mồi thì hai con này ở chung nó phát triển cũng rất là tốt luôn nha. Đây là một cái hồ nuôi nuôi bù biển. Thì bù biển thì nó sống, nó có cái tập tính là nó sống bầy đàn nha. Thì 1 mét vuông là nó sống được vài trăm con. Và ở đây thì chỗ trại giá Thanh Tùng mình là nuôi vừa nuôi bù biển vừa kết hợp với lại cà cuống để mình tiết kiệm cái con mồi. Tuy nhiên là để mà nuôi bù biển riêng thì nó cũng vẫn phát triển tốt bình thường, tại vì nguồn mồi của nó là mình con bù biển này là nó ăn thịt động vật, tức là tất cả những cái con động vật nhỏ nó đều bắt để ăn được hết nha. Thì cái hồ nuôi thì hồ nuôi bù biển thì mình phải làm là nó có, tức là cái hồ nuôi ở đây mình đang sử dụng là cái hồ hồ kính nha. Thì bên trên là nó có nắp đậy hết, tại con bù biển là nó biết bay nha. Tuy là nó lặn ở dưới nước suốt nhưng mà nó sẽ bay về đêm nha. Và nó nếu mình không không có nắp đậy thì nó sẽ bay đi hết. Thì cái nguồn mồi nếu mình nuôi bù biển riêng, mình không nuôi chung kết hợp với lại những cái con cà cuống, thì mình sử dụng cái nguồn mồi dế hoặc là cá hay là ếch nhái ốc gì đó thì nó cũng ăn được. Và mỗi lần mình cho ăn thì như cái hồ này là những con bù biển nó ẩn náu bên trong về, và khi mình bỏ mồi vô thì nó sẽ nhồi lên để nó bắt mồi nha. Đây là cách con bù biển nó bắt mồi nha. Đó. Thì nó làm nó cái dạng là nó bắt con mồi rồi nó cắn từ từ nó ăn, chứ nó không có nuốt nguyên con mồi. Đó, như là nó cắn con dế như vậy và bắt đầu nó nhai từ từ nó ăn nha. Thì nó ăn tất cả các cái loại loại động vật nhỏ nó đều ăn được, ngay cả những con cá to thì mà bị, tức là mình làm trong cá chép mình bỏ vô thì nó vẫn bắt nó ăn bình thường nha. Nó vẫn ôm con cá để nó ăn. Đây là cách để nó bắt những cái con dế nó ăn này nha. Bù biển là một cái món ăn đặc sản của miền Tây Nam Bộ nha. Thì con bù biển thì mình có thể làm nhiều món như là chiên kho, rồi một số cái món ăn mà kết hợp với lại cá rồi cua ốc đồ, mình có thể làm nên một cái nồi bò biển kho rất là ngon nha. Cái ưu điểm của con bù biển là nó dễ nuôi và nó có cái tập tính là sống bầy đàn nha, cho nên là mình nuôi kết hợp nó với lại những con cà cuống hoặc là nuôi riêng nó đều được nha. Và bù biển thì nó đẻ suốt quanh năm, nó không có thời gian nghỉ nha. Lúc nào nó trưởng thành thì khi nào có đàn bù biển trưởng thành thì nó sẽ đẻ thôi.
nó không có mùa vụ nha. Đây là hai con bọ biển trưởng thành, nó đang mắc cặp, tức là nó đang giao phối và nó giao phối liên tục, và nó cũng đẻ liên tục luôn nha.